Xin kính chào toàn thể tất cả các quý anh chị và các bạn. Xin giới thiệu, đây là động Thiên Đường. Đây là một trong những cái bãi tắm đẹp ở Quảng Bình. Đây là chúng tôi đang đi sang để tắm đây. Cái hồ nước này rất trong, nước đẹp lắm, mát. Đấy, các bạn có thể thấy quang cảnh sợ rớt nước quá nhỉ. Đấy, trên này là chỗ thuê áo phao. Đấy, đoàn B&AV thủy quỷ. Mát lắm. Đây, trên này mát lắm. Úi trời ơi, thác kìa. Đấy, đấy nha. Ai đó? Để nó. Để mà ghi lại chứ. Để ghi lại. Đấy, trên này hiểu. Đấy. Đây là anh Nguyễn Mạnh Toàn. Quay ship lại luôn. Quay lên tiếp vào. Không. Quay được. Quay mấy ngày còn lại. Đây bà con tắm rất là đông. Mát lắm.